Ok, hôm bữa là cô giới thiệu cho các bạn đã tạo cái fanpage rồi ha. Các bạn coi lại cái clip phần 1 ha. Ok, hôm trước là hướng dẫn luôn cái database, mô tả cái dữ liệu để các bạn hiểu cái dữ liệu. Cái gì? Cái bài dự án mẫu tùy các bạn à. Tất nhiên là phải bay điểm cao hơn. Ví dụ như Huế 10 điểm cao hơn là gì? 9.5 11 9.5 3 chữ là 10 có 2 chữ à. Số 1, số 0, 9.5 là 9.5 đúng không? 3 chữ. Nhiều hơn. Rồi. Bữa trước nè, thực ra số 9 với số 5 nó vẫn lớn hơn số 1 với số 0, đúng không? Ừ. Rồi. À, bây giờ ta quay lại nè. Cô sẽ hướng bữa trước là ta làm đến đây đúng không? Cái khúc mà kết nối. Ok. Hôm trước là cô đã làm được cái khúc kết nối rồi. Các bạn về coi lại phần kết nối nhá. Bây giờ nè, để cái phần lấy dữ liệu ra nè. Đấy nha. Đây, đến phần 1 là các bạn list danh sách nè. Đúng không? Đây, lấy dữ liệu ra nè. Rồi, các bạn nghe nè. Nào nào, trật tự. Sao mấy năm nay nó nhiều chuyện dữ ta. Mỗi cái này nghe nè, mỗi cái này nó là một collection nha các bạn. Được chưa? Mỗi cái này được gọi là một cái collection. Lớp học, quiz hay là sinh viên thì đều gọi là một cái collection. Thì nó sẽ có cách lấy như sau. Nếu các bạn mà lấy trực tiếp, tham chiếu trực tiếp thì cái này là collection, để tên collection vào. Nếu như các bạn không để tên collection á, mà các bạn reference từ nó thì nó sẽ là trả về cái anh nốt ngoài cùng này nhá, cái nốt ngoài cùng nào. Thì cái nốt ngoài cùng này á, mà muốn lấy những cái nốt trong thì các bạn phải chấm chai, hiểu không ạ? Tức là lấy con của nó, tức là chai con của nó nhá. Ok. Hoặc là các bạn có thể truy xuất trực tiếp từ reference từ cái nốt luôn, tên nốt. Ví dụ như trong này các bạn muốn mà reference tới sinh viên thứ nhất thì các bạn lấy sinh viên sẹt số 1, hiểu không? Đấy. À, hoặc là muốn lấy thêm cái hình thì là sinh viên sẹt số 1 sẹt hình thì lấy được cái value của nó. Được chưa? À, còn bây giờ giả sử lấy cô sẽ làm cái này sinh viên thì làm rồi. À, đầu tiên thì nó là một cái đối tượng, nó là object, thì tôi cô sẽ tạo một cái lớp ha, cái lớp. Được chưa? Để mô tả cái object này ta thường gọi nó là model. Ta thường gọi nó là model. Ok. Đấy, ở trong kia có bao nhiêu trường thì ở đây cũng có bấy nhiêu trường. Được chưa? À, bây giờ cô sẽ làm lại cho các bạn cái lớp lớp học ha. Lớp học thì có 2 trường thôi. À, và thứ hai nữa là cái này là cách các bạn lấy nhá, tại vì cái này nó trả về cái snapshot này. Cái snapshot này là nó trả về một cái danh sách ha. Cho nên là các bạn phải có nhiều cách để lấy. Thì cách thứ nhất là các bạn đưa nó vào bộ lọc. Bộ lọc iterator là lọc ha, lọc. À, đưa nó vào danh sách. Sau này các bạn while để các bạn lấy nó ra. Và các bạn xuất ra được cái này thông tin của từng cái thành phần của nó. Cái này là một object và các bạn lấy được thành phần của từng object ha. Cái dữ liệu này thì các bạn có thể add nó vào Relit, xong các bạn đổ dữ liệu ra, đúng không ạ? Đấy, dùng list view để đổ dữ liệu ra được. Hoặc là có cách thứ hai, các bạn cũng lấy tương đối đơn giản, là giả sử anh này, thì cái này cũng là để lọc lấy ra mấy cái phần hướng dẫn đầu tiên ấy, thì giống như cô hướng dẫn thôi. Đó, chỉ có lấy, chủ yếu là lấy cái phần mà lấy dữ liệu ra nè. Thì ở đây là họ sẽ dùng cái gì đấy ạ? À, dùng cái này là for, dùng vùng lập, đúng không ạ? Dùng vùng lập để các bạn lấy ra cũng được luôn. Được chưa? Đấy, fetch dữ liệu là lấy dữ liệu ra. Đó, cô demo theo cách này nhá, tức là sẽ gửi cho các bạn code của cái này và cái kia luôn, hai cái luôn. Ok. Bây giờ nè, bước 1 nè là các bạn tạo lớp học đúng không?
là bước 1 là các bạn tạo cái class là lớp học. Ok, được chưa? Đây, cô sẽ tạo lớp học trước. Các bạn vào đây nè. Ok, đây có sinh viên rồi nhé. Cô không tạo sinh viên nữa, cô tạo cái mới để các bạn theo dõi dễ. Cái new nè, cô tạo Java class là lớp học ha. Ở đây nó có hai trường. Là mã lớp và tên lớp cho các bạn. Public string, mã lớp. Public string, tên lớp. Rồi các bạn tạo nó mấy con chapter để cho dễ dùng ha. Đây, create, generate ra con chapter nè. Đó, có hai con chapter, một con chapter không có đối số và một con chapter có một đối số. Ok chưa? Là xong. Đó, tạo rất đơn giản ha. Xong ha. Rồi. À, bây giờ cô sẽ tạo một cái activity để cô lấy cái dữ liệu ra, danh sách lớp ra. Thì bây giờ cô làm luôn là dùng đều đổ lên cái list view. Hiểu không ạ? Hay là thôi nhỉ? Thôi view ra thôi. Thôi để đổ list view nhá. Đổ list view các bạn hình dung cho dễ ha. Rồi, cô sẽ tạo là lớp học activity. Lớp học activity. Được chưa? Rồi ở đây cô sẽ tạo một clip view. Ở đây là cô thêm một cái relative layout. Cô sẽ để một cái clip view. Các bạn có thể làm recycle view và card view cho đẹp ha. Có muốn demo recycle view luôn không? Recycle view. Hình như là cô chưa ấy sao á? Chưa import. Vậy ra phải import nó vô trước rồi mới thấy. Đầu tiên là các bạn import cái recycle view ha. Không nhớ các bạn ơi. Không. Cần đi Google tôi lấy dữ liệu tôi có sẵn tôi mở ra tôi lấy Google search chứ. Đây tôi mở sẵn luôn cái recycle view của cô này. Đâu có, tôi mấy cái demo sẵn trước thôi. Môn giao diện Android. Hả? À? Đâu giao diện Android nè, mobile là ai? Recycle view bài nào ta? TN demo TN assignment. Không biết có làm chưa? Gradle nè, Gradle nó nằm ở trong app nha. Thấy không? Có recycle view không? Đây nè. Thấy chưa? Ok. À quên, nó đang ở đây mà. Đây. À nó có recycle view với cái gì ta? Card view luôn nè. Ủa? Nhầm à? Đây. À card view nè. Đây. Thấy chưa? Ok, xin cái nghe mà cười xin cái. Rồi, có card view ha. Card view, recycle view.
Rồi máy chạy nhanh dễ sợ. Ok. Rồi. À, tắt cái này đi. Rồi, ok. Ok, tắt anh này đi. Android manifest. Lớp học bôi này bôi nó chạy luôn. Tắt anh này đi. Rồi, sao service bỏ anh này đi rồi. Ok. À, bây giờ cô sẽ trong lớp học XML này cô tạo cái Recycle view. Không phải. Ủa sao chưa ra ta? Recycle view không thấy rồi. Ôi gì mất thời gian như vậy? Đi ra có không? Ồn dã man luôn trời. ID nè. Ủa nhầm. Ủa đúng rồi. Ủa sao gọi ID nó không cho trời. Ê cái thằng này bị gì ta? Tắt mở lại thiệt đấy chứ. Đi xa quá rồi nha. Cái gì mà giống ông bộ đội mà ông trồm một cái trải chuối của dân thành tội phản quốc rồi nhỉ không? Nó suy luận một lúc nó thành tội phản quốc luôn á. Đó là mấy thánh đó. Cái chân nha. Không được là cài lại Win nè. Ơi dính vô recycle view làm gì cho mất công, không biết list view là xong rồi. Recycle view lớp học nè. Ok, nail nó lên top nè. Là align nè. Parent top nè. Là gì ạ? Chu nè. Align parent left right nè, bằng chu nè. Đấy. Relationship layout phải nail nó lại nhá. Không nail nó lỗi ạ. Nail trên, nail trái, nail phải. Rồi. À, thêm một cái plotting. Đúng rồi, khỏi. Cái design, cái kia là cái gì ta? Cái design. Cái support nè. Đây, ông này. Copy luôn. Cái này có chưa? Chưa. 29 chấm mấy? Chấm 0.3 à? Man. Rồi ok. Rồi bây giờ tàu trời giờ mất công tàu nữa. Tàu một cái
adapter nữa. Nhưng mà trước tiên tạo adapter phải tạo cái card view đã. Cái card là lớp học item nha. Chào thầy. Rồi dừng 10 phút nha. Rồi đặt tên là lớp học item nè. Ok. Rồi bây giờ tạo card view nè. Card view có lớp học và lớp học có hai thuộc tính thì tạo kiểu gì chơi? Để cái hình cho vui hả? Image view nè. Lấy cái hình nào? Ủa sao ở đâu mà sao lầm thử tung lúng vậy trời? Đây lấy hình Android nè. Ok. With the mad parent hay là drop content. Ok, hình này không can thiệp kệ nó đi. Rồi lấy cái chữ nha, tên ha, lấy cái tên ha, tên lớp ha, text view thả xuống đây. Ok, rồi để dài đi. Tên lớp thôi, text view tên lớp. Ok, text size để nó khoảng 25 SP đi. Text style để bold đi. Ok, rồi cô cho cái cô cho cái này nó vừa khớp với cái hay vừa khớp với nội dung luôn nha. Cái này là để card view chứ, xin lỗi. Cái này là wrap content nè. Cái này là để card view nè. Card view nè. Ok chưa? Đặt ID cho card view nè. Tại vì tí nữa kiểu gì cũng gọi nó mà. ID của nó nè. Ủa khoan, từ từ. Tức là trong card view cô để một cái linear layout đúng không? Linear. Đúng chưa? Hả? Được mà. Không. Đây, linear kệ nó. Cô copy anh này, thả vào đây. Xóa hai ông này đi. Được chưa? Đấy, cái này cô để cái card view được rồi. Rồi xóa ông vertical này đi. Được chưa? Rồi đặt cho nó cái ID. ID là lớp học item. Ok. Rồi, cái này là hay là wrap content, đúng rồi. Cái này là wrap content match parent. Rồi, cái gì nhỉ? Bo góc là gì nhỉ? Corner hả? Corner nè. Corner radius nè. Để khoảng 10 dp hả? Rồi cái đồ bóng là cái gì? Elevation hả? Elevation. Để cái gì đây? Để cái inset sao đâu à? Đẹp không? Ok, đài đi nha. Rồi linear rồi, ok. Rồi bây giờ cô add. Ô, nó lỗi gì mày đứa ơi? Chưa động linear. Chưa động cái card view.
Đó, hết lỗi, được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ tạo một cái adapter ha. Lớp học adapter ha. Java class nè, lớp học nè, recycle view nè. Adapter nè. Đó. Rồi cái này extend cái gì ạ? Cái recycle view hả? Recycle view chấm cái adapter. Đúng chưa? Cái này là Ctrl Y. Đây. Rồi, cô sẽ tạo một cái view holder nhá. Class nè, public class. Cái my view holder á. Cái này extend hả? Cái recycle view chấm view holder. Khoan, nó bảo lỗi gì nè? No, à cái này là không có default constructor. Khoan, cái này là cô nhớ, các bạn nhớ là dùng public hay dùng gì ạ? À, static không ạ? Có dùng static không? Không ạ? Rồi, cái này là thiếu constructor thì các bạn tạo constructor, nó bảo lỗi là do thiếu constructor này nha. Cho nên các bạn phải thêm constructor vào. Đấy, cái này là sẽ là public my view holder. Đấy, các bạn dùng cái super. Cái anh super này anh đã thêm cái view đúng không? View. À, cái này là item đi ha. View item. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ dùng cái này là các bạn add cái view vào. Ok. Rồi, inflate cái view vào. À, cái này sẽ truyền vào, đúng không? Rồi, ta phải khai báo mấy phân tử nè. Ở đây đã tỏ cái này khỏi khai báo nha các bạn. Cái image view này không cần nha. Thì tôi chỉ khai báo mỗi cái text view thôi nha. Cái text view là một nè. Đó là text view tên lớp đúng không? Rồi một cái nữa là cái item, cái card view. Cái card view. À, cái item. Đúng chưa? Ok. Rồi. Cô để chữ view đi cho rồi đi ha. Để item nó kỳ quá. View. Cô để cái view này đi. Rồi, cái này các bạn sẽ có gì đấy ạ? Text view tên lớp sẽ gắn bằng view.fileView.id.text view tên lớp. Còn cái card view là sẽ là item, sẽ gắn bằng là view.fileView.id.id. Bên kia là như cô để item hay sao, lớp học item. Đúng chưa? Đó là cô tham chiếu từ card view. Đấy, nó ngắn gọn cơ, tại vì các bạn có một trường thôi, còn cái hình các bạn không cần phải xử lý. Cái hình là cô để cho nó đẹp thôi, nhưng không có làm gì đến cái hình. Hiểu không ạ? Sau này các bạn mà tương tác hình thì các bạn gọi nó ra. Bây giờ không tương tác thì không gọi ha. Rồi. Anh recycle view, view holder. Ok, bây giờ các bạn tạo constructor cho anh này ha. Chưa? Public lớp học recycle adapter. Đối số truyền vào là gì ạ?
cái contact đúng không? Contact đúng không? Contact hay activity? Cái nào cũng được. Rồi. Không. Contact activity là contact. Chứ contact không phải là activity. Tại vì bản thân contact activity nó kế thừa contact. Chứ contact lại không phải là activity. Các bạn mà muốn lấy layout, các bạn phải ép kiểu nó thành activity mới được. Hiểu không? Muốn nó get cái layout về, các bạn phải ép kiểu nó thành activity mới được. Rồi cái gì? Đội số thứ hai là gì ạ? Cái danh sách dữ liệu đúng không các bạn? Array list luôn nha. Array list lớp học. Để cho nó import, tự động nó import vô luôn. Đó, đây cái này là cô để là list đi ha. Ok, đương nhiên thì các bạn copy cái này ra nè. Đấy. Chấm phẩy. Ông này cũng chấm phẩy luôn. Ok. Cái này là đít chấm gì ạ? Context sẽ gắn bằng con. Context. Có ai không hiểu chỗ này cần giải thích lại không các bạn? Ở đây nhá. Cái này là đối số cô truyền vào. Khi nào cô gọi đến anh này thì cô sẽ truyền hai đối số này vào. Ok. Sau để cố gắng đối số này là cho anh cái biến này là biến class, cái biến của cái file adapter. Anh tôi gắn ngược anh này cho anh này. Tức là cái này cũng phải biến của file adapter này. Tức là bây giờ ta đang dùng là hai anh này nè. Còn hai anh này chẳng qua là đối số truyền vào khi tôi gọi nó ở bên chỗ activity thôi. Hiểu không ạ? Đấy. Còn cái này của cô là cô đang dùng là dùng anh này nè. Thì cô gắn vào đây xong cô đối số truyền vào đây xong cô gắn ngược lại cho hai anh biến của cô. Đúng không? Sau đấy cô sẽ dùng hai biến này để cô thao tác phía dưới này. Đồng ý chưa? Đấy. Tức là tôi thao tác phía các cái hàm phía dưới đó tôi dùng hai cái biến này. Còn con constructor này chẳng qua để tôi truyền hai đối số thôi. Ok. Mà sắp hết pin mày luôn. Ok. Thank you. Ừ, phải nhắc đi. Thank you Vinamilk. Hôm nay ông đã bảo mới học đến 7 giờ nhỉ? Tiếp nha. Rồi còn cái này là nè, create view nè. Cái hàm này nè là các bạn thấy nó return cái view holder. Còn cái này là buy dữ liệu nè. Đúng không? Cái này là get item count thì tao để là list chấm gì ạ? À chấm size nè. Đúng không? Còn cái này là các bạn để cái buy. Cái này tao return cái anh view. Anh trả về là view holder nè các bạn. Thì tao sẽ add nó vào cái gì đấy ạ? À dùng cái layout hả? Layout inflator. Inflator sẽ gắn bằng nè. Ép kiểu activity nè. Activity nè. Cái này các bạn để context nè. Đó, các bạn mới ép kiểu nó vào. Đúng không? Cái này là chấm get layout inflator đúng chưa? Đúng ạ. Thì ta sẽ có view sẽ gắn bằng view sẽ gắn bằng inflator chấm inflate error chấm layout chấm lớp học item phẩy. Cái này sẽ là resource null có view group không các bạn, hình như là có parent nữa thì phải đúng không? Parent à? Đấy. À khoan khoan. Parent trong phone à? Ok. Parent phone. Ok. Coi nó đổi số nó. Rồi cái này là return gì ạ? Return view.
Ok. Ủa, khoan. À, nó là view holder. Nó phải là return. À, cái này phải truyền vào anh này. View phải truyền vào đây. Được chưa? Rồi, người ta có sẽ là view holder. Không, return cái này cũng được này. New view holder. À, my view holder. Truyền cái view vào. Đúng chưa? Đúng không? Giống nhau. Đúng không? Hoặc là các bạn mà các bạn viết thêm một dòng nữa là my view holder. View view holder sẽ gắn bằng gì đấy ạ? New my view holder. Truyền cái view vào cũng được. Và ta return anh gì ạ? Return anh view holder. Đấy, hai cách viết thì giống nhau. Được chưa? Tương tự thôi nha các bạn. Ta đẩy anh này xuống trực tiếp luôn, khỏi khởi tạo anh này là được. Còn bây giờ bài dữ liệu nè. Bài dữ liệu nè. À, thì ta sẽ có gì đấy ạ? À, nó có position nè, ta sẽ có lấy từng item một nhé các bạn. Tôi sẽ làm từng bước chậm chậm nha. Cái lớp học nè. Đấy. Lớp nè. Sẽ gắn bằng new nè. Lớp học nè. À, xin lỗi. Bằng list nè. Danh sách nè. Chậm get gì ạ? Position nè. Được chưa? Là tôi lấy được từng cái phần. Tôi lấy được từng cái phần tử một. Hiểu không ạ? Mày đến nay chưa bị nghiền đấy, bây giờ không hút thuốc là không chịu được. Được chưa? Tức là cái này cô lấy từng phân tử một. Thực ra nếu mà viết là cái recycle view chính nó dễ hiểu hơn cái anh list view. List view á, các bạn viết mà phải hiểu cơ. Phải ký cơ mới hiểu được bản chất của nó. À. Rồi cái này nè, lớp học nè, bây giờ ta sẽ có là cái gì đấy ạ? À, từng item đâu. Rồi holder nè, view holder nè. Đấy nha các bạn. Lấy cái holder nè, ta có holder. Chấm gì ạ? List view, à text view. Holder. Chấm cái holder là anh này nè. Chấm tv tên lớp. Đâu rồi? Ủa khoan. Chỗ này là cái của ta là cái holder đúng không? Cô phải ép kiểu hả? Ép kiểu thành cái my view holder hả? Holder. Chấm. Đúng không? Chấm text view tên lớp. Chấm set text. Đúng không? Lấy cái lớp học lớp chấm get lớp học tên lớp. Đúng không? Đúng không các bạn? Không? Có phải ép kiểu chỗ này không? Đây nè, tôi đây là bài dữ liệu nè. Đây là tay nạp dữ liệu vào cái text cái view holder này nè. Sao mấy đứa im ru vậy? Java nè. Phải ép được chứ, nó view holder ép được mà. À. Không ép nó không ra. Holder chậm nó đâu có thấy đâu. Đâu rồi, recycle view nè. À, tôi đang bị cái vướng chỗ này, tôi đang chưa truyền nó vào nè, cho nên nó không nhìn thấy. Đúng rồi. Ok. Đây, thiếu cái này cho nên nó không nhìn thấy nè. Mọi view holder thấy không? Đúng không? Thấy chưa? Cái này nè, là cô đang thiếu chỗ này cho nên nó mới không thấy nè mấy đứa nè. Là lớp học recycle view chấm my view holder. Bởi vậy chỗ này đâu nữa? À, thiếu cái nữa. Ctrl Y chứ.
on my view order này. Đấy. Khoan, on my view order. Nữa rồi, xong rồi. Thằng này nó bị lỗi nè. Thằng này là my view order nè. Thằng này nó sẽ return ra thằng này nè. Đấy, thiếu chỗ này nó đẻ ra đủ thứ nè, thấy không? Đấy. Nó hết lỗi nè. Vậy là mình sẽ bỏ ông này đi. Mình sẽ để ông này nè các bạn. Bởi vậy nó mới không connect kiểu. Đó. Đấy, bỏ cái này đi. Thấy không? Đấy, sót một cái mà nó lỗi tên là được chưa? Đấy, sót cái này nè. Đấy, cái này được gọi là generic. Generic tên là tôi có cái kiểu của recycle view tôi là kiểu cái này luôn. Hiểu không? Cái dấu móc vuông này được gọi là generic nha các bạn. Các bạn search cái từ khóa này nè. Trong Java 2 có nói đó, generic. Đây, search cái từ khóa này nhá. Java 2 nó có nhắc tới cái từ khóa generic á. Rồi, xong rồi nhá. Hết rồi đúng không? Rồi. Bây giờ ta bắt đầu bên Java, ta bắt đầu xong cái thằng này rồi. Bây giờ bên Java ta sẽ bắt đầu, ta sẽ chiến đấu nè. Đấy nha. Lớp học activity nè. Bây giờ bước 1 là tao phải khai báo cái anh Facebook nha. Bây giờ tao quay ngược lại Facebook nha. Bước 1 ta sẽ lấy cái Facebook ra nè. Firebase nè. Được chưa? Rồi cái code Firebase nè. Cô vào đây tôi copy luôn nha. Là Firebase nè. Database nè. Cái này cô thay bằng cái lớp học thôi. Ok. Cái này cô thay bằng cái lớp học nè. Ok chưa? Rồi. Bây giờ tao mới lấy dữ liệu ra nè. Cô lấy theo cách khác nha. Cái cách này nè. Là các bạn dùng cái iterable á. Hiểu á, iterator để các bạn đưa nó vào cái bộ lọc. Bộ lọc nha, cho nó phép nó lọc. À còn có cách thứ hai. Cô demo luôn. Cách cho các bạn làm. Ta dùng cái cách này. Đây. Ta dùng cái add value event listener. Ok. My reference. Reference.add value event listener. Cái này là new value event listener. Value event listener. Đấy, nó sinh ra đồng cốt rồi, thấy chưa? Cái này là thiếu dấu chấm phẩy nè. Ok. Thấy chưa? Đấy, thì dữ liệu ta sẽ để trong cái on data chain. Còn cancel nên gọi ra là cái lỗi. Nếu mà không lấy được thì nó sẽ rơi vào đây. Ha, bị lỗi về là get dữ liệu thì nó sẽ rơi vào đây. Thì chỗ này các bạn có thể viết lock ra hoặc là cái gì đó, lock cái thông báo ra để các bạn biết là nó đang bị lỗi. À còn nếu như không lock thì thôi. Ha, còn các bạn chủ yếu là viết code ở đây nhá. Đây nè. Đấy. Nếu nó sẽ kiểm tra là nếu cái này nó tồn tại thì ta sẽ làm gì đó. Tức là nếu có data snapshot. Đúng không ạ? Đấy, không có dòng này thì cũng được ha. If cái này là bắt lỗi thôi, data snapshot chấm exist thì tôi sẽ lấy dữ liệu ra. Còn ngược lại thì báo là không có dữ liệu ha. Còn else là báo không có dữ liệu. Ok. Rồi, đây người ta để vào cái hmap rồi các bạn. Đẩy nó vào cái hmap. Được chưa? À, chắc là các bạn sẽ không quen với hmap nhưng nếu các bạn học nghe nè, môn mà giao diện Android có cái phần là cái simple list view adapter, có ai đã làm simple adapter chưa? Dùng hmap đúng không? Có dùng hmap thì cũng có nghe qua hmap rồi. Không, thì cái hmap nó cũng là collection giống như Redis thôi. À, nó là một trong những collection. Thực ra collection nó gọi là tập hợp các bạn. Thì nó là có
Linklead nè, Linklead nè, ArrayList nè, rồi là có map nè, có Hashmap nè, Gmap nè, rồi có rất nhiều thứ trong đấy. Thì Hashmap nó là một trong, có cả vector nữa. Thì Hashmap là một trong những cái collection đó. Đấy, các bạn có thể tham khảo thêm ha. Thì Hashmap nó có key và value. Key, string ở đâu là key, nó là một chuỗi. Còn cái này là cái value. Hiểu chưa? Và anh này á, anh đẩy cái key vào đây luôn. À, chỗ string này luôn ha. Rồi bây giờ ta làm theo cái cách Hashmap này làm cho vui ha. Không làm cái kia cũng được. Được chưa? Cách nào cũng được hết. Miễn là các bạn lấy được dữ liệu thôi. Được chưa? Rồi. Đây, ta làm giống anh này. À. Hashmap. Còn nếu không thích Hashmap thì dùng cái cách kia cũng được. Hiểu không? Nhưng mà nếu mà các bạn cảm thấy nó phức tạp quá thì thôi. Hoặc là cô sẽ gửi cái link này cho các bạn nhé. Ok. Muốn làm cách này hay cách kia? Hashmap string. À, cái này object. À, tại sao lại để object? Nghe nào. À, cái object á là một cái đối tượng, là một cái đối tượng, một class, là cha của mọi class khác. Khi mà các bạn không xác định được cái đối tượng các bạn trả về là cái gì á, thì các bạn có để object. Sau này các bạn sẽ ép kiểu ngược lại. Hiểu không ạ? Đây. Cái này là data map. Sẽ gắn bằng new. Ép kiểu đi ha. Cái này là để cái hash map. Nó sẽ ép kiểu thành cái này. Copy cho nó nhanh. String object này nó ép kiểu, nó lấy về xong nó ép lại thành Hashmap nha. Đây. Ok chưa? Đấy, data snapshot này nó ép kiểu thành cái Hashmap luôn. Thấy chưa? Rồi. À. Ok, cái này nè. Nó duyệt cái Hashmap nè. Nó lấy nè. Tôi copy luôn nha. Đây. Nó duyệt cái Hashmap nè. Đây, theo key set nè. Object data sẽ lấy get theo key nè. Ok. Đó, thì sau này ta sẽ ép kiểu thành cái lớp học của ta ha. Cái này cô để là lớp nè. Học nè, đúng không? Đấy, lớp học sẽ bằng new. Cái này là lớp học. Đấy, tôi lấy từng cái một. Ta lớp học ta có hai trường thôi. Là trường mã lớp và tên. Tên lớp đúng không? User data chấm get theo mã lớp. Đó. Ok, bỏ cái này đi ha. Cái này ép kiểu string luôn. Rồi, ai hỏi gì cô nhỉ? Cái này ép kiểu string luôn. Các bạn lấy string.value cũng được. User data chấm cái này là get. Anh kia sẽ là tên lớp ha. Rồi. Add text. Add, cái này là add text to view. Cái này là khoan. Rồi, cái này là add text to view, ta đừng có quan tâm cái này vội. À, bây giờ ta bỏ anh này đi ha. Đây, bây giờ nè. Xóa anh này nha. Cô sẽ add cái lớp học này vào một cái array list được không? Được không? À, được, ok. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái array list nha. Đây, tôi sẽ tạo một cái array list. Lớp học. Đó, danh sách ha. À, lớp list đi bằng new array list ha. Ok chưa? Rồi bây giờ nè, tôi lấy list chấm add nè. Đấy nha, tôi lấy được dữ liệu từng thành phần rồi thì tôi lấy list chấm add gì ạ? Cái lớp học vào, có hiểu chỗ này không ạ? Tôi add vào danh sách. Còn cái này try catch này, đây bỏ này đi, nó lock, các bạn dùng cái lock đi.
két nếu lỗi nè, thì các bạn in ra cái string data map cây gì đó, từ từ kể nó đi, nó đã rơi vào đây rồi, rơi vào đây là rơi vào lỗi rồi đó. À đây last két, cái này là trái két lồng nhau, kể ra đi. Các bạn đừng quan tâm cái khúc dưới, quan tâm cho cô mỗi khúc này thôi nè, cái hát map này thôi nè, được chưa? Đấy, đầu tiên là map nè, add vào hát map nè, xong người ta dùng công là for để duyệt nè. À, ta lấy từng cái đối tượng của nó ra nè, xong rồi ta sẽ add cái đối tượng này nè, cái object này nè. Đấy, ta lấy cái data của nó, ta add vào cái user data nè, xong rồi ta sẽ lấy từng phân tử của nó ra. Ok rồi, bây giờ nhá, xong cái phần lấy dữ liệu rồi, tôi sẽ đổ nó lên trên cái tôi sẽ đổ nó lên trên cái adapter. Rồi bây giờ ta khởi tạo adapter nè, recycle view. À đây, recycle view đúng không, được chưa? Tham chiếu nha các bạn. Recycle view sẽ gắn bằng file view by d r.id.recycleview lớp học, được chưa? Ok, bây giờ tạo adapter nha. À, lớp học adapter, adapter. Ok, ở đây các bạn để cho cô cái adapter bằng đây, adapter bằng gắn bằng new lớp học recycle adapter, truyền vào cái lớp học activity.dit và tôi truyền cái danh sách vào, cái list vào đó, và cái recycle view.set adapter đưa cái adapter vào, đúng chưa? Rồi chạy thử nha. Lành hả? Rồi chờ xíu. Mua máy mới luôn đi. Trời ơi, PC chơi game thì cái nào cái đồ ngon khủng hoảng luôn à. PC chơi game khủng luôn. Học họ học online mới thấy nhiều nhà, nhiều người có điều kiện. Có một ông thầy dạy dạy Android, ông thầy ông dạy mà tầm nhiêu cái gian máy của ông. Nhiều ông Mac đúng không? Kinh khủng. Học từ trước học online. Này là PC 1, PC 1 Book Play Store. Kinh khủng. 20 lần. Rồi lỗi rồi mấy đứa ơi. À cái gì nè, khoan bảo lỗi gì nè, cái gì vậy, sao mày đi ô nào vậy? Đây lỗi nè. Đấy, bị đúng lỗi class cat luôn. Cannot be cat. Ủa Java duty. Ủa sao sao lại cái class cat là nó không thể ép kiểu được cái thằng array list to cái hash map. Ôi cái thằng quỷ này, tại sao lại nó rồi, nó là danh sách ép thành hát map được mà ta, giỡn hoài, bực bội. Đâu rồi cái thằng kia main của tôi, đâu tôi copy luôn ông này, ông này nó nhanh hơn. Đây chán ghê. Đây hát map Ctrl V
bỏ luôn cái két này đi. Thằng kia nó tại sao nó ép, đáng lẽ ép vào HMAP được ta. Cái này là sinh viên lớp học nè, next nè, lớp học chấm class nè. Đấy, bỏ luôn ông này nè. Đó, lớp học nè. Thằng này nó nhanh hơn. Thôi chạy lại mấy đứa ơi, chạy lại. Ờ, sao ép kiểu release ta? Release cho hát map. Cái gì vậy? Về đi em mà ha. Không có lên. Khoan, xin o token. Ủa gì ta? Khoan. Ờ thề. Cái này là xin o token retrieve fail. Firebase instant ID. Fish Authent error. Retrieve operator. Ủa, cái thằng kia lấy ra. Bực nhỉ. Binding to service fail. Giờ lại lỗi binding to service fail. Ấy, cái sinh viên có chạy bình thường mà ta. Thằng này sao lỗi ta? Disconnect from service. Tại sao bị disconnect hả? Sinh viên chạy chạy lại thử sinh viên nhá. Sinh viên chạy bình thường mà. Lock nó ra ok mà ta. Chạy lại à. Xóa anh này đi. Lock cat. Xóa anh này đi để ta. Run. Đây nè, Tăng Văn Long nè, Trương Đình Tuyển nè, có nè. Đây nè, value nè. Lấy đâu ok. Không, cũng vậy à. Đây, value lấy sinh viên ok nè. Hả? Có rồi, có rồi, dữ liệu có luôn rồi nè, lớp học nè, mã lớp, tên lớp nè. Trùng tên hoặc là sai tên bên này được không? Không, nó chỉ class thôi, không sao. Lớp học nè, mã lớp, tên lớp nè. Kỳ ta. Rồi thay thử cái này bằng lớp học coi. Lớp học. Get value lấy theo lớp bình thường nha, không ảnh hưởng vô bên thế giới nha. Cái này là tên lớp đi. Chạy lại đi. Có một cái à? Even listener on chain giống nhau, chẳng có gì khác. Snapshot bình thường. Snapshot. Có mà. Em sẽ cái này.
Không. Con coi coi nhưng mà đâu có, bên này cô sửa lại cốt rồi mà. Một đứa xuống sang quan từ từ nha, từ từ nè, cô lóc ra cái coi. Tên lớp học nè, cái này rồi cô xóa anh này đi, rồi anh này cô tạm thời cô xóa đi. À quên, phải đổi này chứ. Cycle view. À lấy được nè. À rồi từ từ nha. Bây giờ cô thử add nó vào đây. Lớp học next. Ờ, quên, để lít chấm sai để biết, quên. Thôi được rồi, cứ lỡ rồi đây. Ok. Đúng không? À, lock cái thằng lít chấm sai này đi. Cái này là lít chấm sai đi. Vậy là thằng reset view bị lỗi à? Cái này nó rõ ràng nó bảo lỗi cái Facebook. Một đúng không? Rồi khoan, để cái anh này. Đúng chưa? Ơi. Từ từ. Có bài mà. À được. Hóng lên. Hóng lên. Đây cái adapter nè. Bài dữ liệu nè. À, có khi nào quên bài các view đó. Ồ, các view đó cần bài. Đây nè. Bình thường mà. Cô coi nha. Coi lại nè, cái gốc nè. View item thì có rồi nè. Item có luôn rồi nè. Bài dữ liệu coi. Bài dữ liệu thì bài bình thường. Bài bình thường. Trả về sai luôn. Return. À. Đây, new này. À đúng rồi, new này đúng rồi. Sao em? Hình như tôi đang bị lỗi chỗ này. Ủa đúng rồi. Hả? Cái nào? Khỏi cần. Tại vì cái này không cần luôn. Hả? Không cần luôn.
Tại vì cái này nếu như mà không tạo nó sẽ bảo null point exception liền. Nó bảo null point em. Thật ra cái này nó gán trực tiếp đây. Không cần luôn. Super hả? Có super không? Thằng này đâu có super đâu. Đây này không sai gì hết à. Không sai gì hết. Bài hả? Bài nè. Bài view bài đi nè. Xuống dưới giờ ai nằm mà view có phải nó rất không? Đúng rồi mà. Còn thiếu dòng 5 lít à. Đâu, set on click là khi nào em click thì em mới set on click. Cái này nó chưa hiện. Cái này con không, chừng là on click chừng lúc đó anh đang in lên mình. Đúng rồi, xử lý sự kiện mới set on click chứ. Đang làm ở ông kia tôi đuổi ông ra khỏi lớp luôn à. Tôi đuổi ông khỏi lớp rồi. À kỳ ta. Rồi tôi thêm một dòng dữ liệu vào xem nó có chạy không nha. Hai. Mã lớp LT161013. Tên lớp. Lớp LT16.1. Add coi. Ờ làm list view ra rồi. Rồi chạy lại cái nè. Chạy lại cái nha. Đấy hai lớp nè. Có nè. Ờ. Phan. Không hiển thị ra đây thì khoan, tôi có một cách. Ờ nhưng mà kỳ quá, tôi gõ lại. Không, bây giờ như này. Chán quá. Đâu rồi, adapter này sao không lên ta? Nó bị lỗi gì ta? Đây. Tôi sẽ tạo một cái array list. Bực quá. Ờ gì ta? À, đúng rồi. Thế còn phải set layout manager. Trời ơi nói hoài. Trời ơi bực dễ giờ. Layout manager. Layout manager. Sẽ gắn bằng gì ạ? Không. Linear cái gì đó tùy. Linear hay là grid view gì đó. Bực quá à. Cái này là khoản thu adapter. Đâu rồi, khoản thu có đâu rồi? Khoản thu fragment nè. Không nhớ. Trời ơi, không nhớ cái gì á. Đây. Rồi, set layout manager cho nó. Trời ơi. Nãy giờ cô thử tụi em đúng không? Trời ơi. À, cái này là lớp học chấm đít. Cái kia là đang dùng cái fragment mới ghét. Recycle view nè. Rồi. Đây lại nè. Trời ơi làm lốc đủ thứ lốc.
rồi, rồi chắc lên nữa chỉ có tại máy con thôi. Cái gì vậy ta? Cứ đầu xong không lên kìa, không lên luôn. Tại máy con chứ mát lên. Ô lên mà nè. Thì nhìn nào hôm nay chứ hiền cái này mình lắm. Ủa sao kỳ vậy ta? Cô xó đó, cô chạy lại. Ủa cô biết cái hoa mai tâm của cô để là cạc view luôn. Cạc view. Cô để hàng một cái cạc view luôn. Để cô để. Mình lấy cái cạc view. Đấy, lấy cạc view nè. Đặt item cho nó nè. Cô hướng cho cái lady nó vào cái cạc view lại. Sao lại linear nó báo cặp view được, trong cặp view tôi để linear chứ. Linear chứ. Cả cái này là cái cả. Thì trong này có bằng nó bị đóng cái khung này. Thì mày lấy cái hàng nó rất đẹp. Nó từ lâu mà cái hàng rất đẹp là được. Cô đang cho cái mấy thể chạy nào vậy? Ê, sao đã set rồi á nha, set layout manager rồi á. Recycle view, recycle view luôn. Set ra tâm dưới này nè. Vớ vẩn nhỉ, không ra thiệt. Ủa nhưng mà vấn đề phải tìm sao, tại sao nó không ra mới bực chứ con. Không có lỗi. Lớp đó chạy được, bây giờ chạy đúng rồi. Lớp học là adapter thấy không? Rồi. Khoan. Có khi nào cần phải notify thằng này không ta? Ở đâu cần? Đâu cần? Khoan, cô sẽ lock clip chấm sai đã, từ từ. Cô lock phía ngoài mới là vấn đề. Giờ nó không ra nè. Cái này nè. Không, cô lock rồi, cô lock phía trong. Cái on data trên nó bị cái chỗ này. Nó bị cái chỗ này. Final thì nó đâu add được em. Value out nè. Nó vấn đề chỗ này, chính xác luôn. À. Vậy nhưng mà về. Out nha, out nha. Thằng nào mà đòi về, nào đòi về là trừ điểm. Áo thấy trời, cái áo đâu? Connect nhưng mà mình đâu, mình connect là connect với thằng kia thôi chứ. Đấy. Rồi. Mà tại sao mới để cái adapter để nó không mình? Ảnh hưởng chứ, bỏ adapter vô đây nè. Ủa sao để nó dưới cái hàng bị set layout chắc chắn được luôn. Đâu có được, dữ liệu nó phải load đấy, lên đây được nè. Chắc chắn được. Để ngoài là để nó tại vì cái này nó chạy real time á. Là ra ngoài là cái data nó xóa luôn. Đúng rồi. Giờ mới được nè nha. Chứ à, để đấy nó dừng mất tiêu. Em giỡn thôi chứ em học ninja. Vậy để trong. Để ngoài cái hàng để xóa, mình để nó ở dưới. Cái hàng này nếu mà để ngoài